Ôi em ơi, hôm nay là mình về chiếc xe gì mà trông nó hầm hối nhỉ? Em về Nissan X-Trail sản xuất 2007 nhập đấy nhá. Nissan X-Trail. Ôi giời ơi, con này nhập Nhật á, 207 à? 207 nhập Nhật. Số tự động rõ ràng đấy. Số tự động 2 cầu. Ô thế nó có đắt tiền không? Cái dòng xe này em đang bán chỉ có 198 triệu đồng thôi. Số tự động mà 198 triệu. Đúng rồi. Nhập Nhật. Nhập Nhật. 2 cầu. 2 cầu, gầm cao 5 chỗ. Ôi, 2 cầu lại còn cài điện nữa cơ. Gầm cao 5 chỗ. Đây. 198 triệu đã trang bị màn hình này, nội thất mới này, dàn lốp mới cả dàn đấy nhá. Lốp mới cả dàn. Cái xe này thì phù hợp cho anh nào đam mê cảm giác mạnh này, đi off road đi địa hình đúng không? Đúng rồi anh ạ. Cốp rất là rộng rãi. Ôi, con này gầm cao 5 chỗ à? Gầm cao 5 chỗ, cảm biến trang bị quanh xe rồi, lốp mới cả dàn, làn giá lóc này. Thế thì lốc xe nó còn có đèn luôn cơ. Đèn điện hoạt động bình thường, trang bị cửa sổ trời panorama toàn cảnh này, ghế chỉnh điện. Cửa sổ trời đâu? Cửa sổ trời đâu? Cửa sổ trời đấy anh, tất cả mọi chi tiết nó hoạt động. Mở tay thế? Hoạt động hoàn toàn bình thường nhá. À, trước kia là mở điện, chỗ này là mở tay thôi đúng không? Đúng rồi. Xe thì rất đẹp, bên em bao lỗi lầm cho anh chị nhá. Máy có zin không em? Máy zin anh ạ, bao zin cho anh nhá. Máy zin. Có mà có lỗi lầm có đâm đụng gì không? Vì 198 triệu thì nó dễ lùi thôi, nhưng mà nó phải zin. Không, bên em thì tất cả các đầu xe vào đã kiểm tra chất test rồi, bao đâm va tai nạn ngập nước cho anh chị. Nhưng mà đăng kiểm được không? Đăng kiểm em đăng kiểm mới tinh. Đâu? Đăng kiểm mới tinh luôn. Đâu đâu? Đây. Đăng kiểm của dán con nào vào rồi? Đăng kiểm 25 tháng 9 năm 2024. Mới đăng kiểm thật à? Mới đăng kiểm xong. 198 triệu Nissan X-Trail 2007 à? Lại còn nhập Nhật nữa đúng không? Nhập Nhật nguyên chiếc. Bao không lỗi nhá. Bao không lỗi, 198 triệu đồng thôi. Ok, thì có bớt không? Thiện chí thì cứ liên hệ với em là còn bớt. Ok.